Xin chào anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Thành Quá Stock Thì trong video ngày hôm nay Thành sẽ chia sẻ với anh chị góc nhìn về thị trường trong phiên giao dịch ngày 18 tháng 5 Thì có thể nói chúng ta vừa trải qua một cái phiên đáo hạn phái sinh khá là cực đúng không Khác với những cái tâm lý mà lo sợ và lo lắng của các anh chị nhà đầu tư trước khi cái phiên này nó diễn ra Thì chúng ta vẫn sợ rằng là thị trường nó sẽ tiếp tục theo cái đại giảm trong cái phiên đáo hạn phái sinh thì phần lớn mọi người vẫn nghĩ là ờ đáo hạn phái sinh nó sẽ giảm điểm nó sẽ rơi nhưng mà bản chất thị trường nó lại không vận động như những gì chúng ta kỳ vọng hoặc những gì chúng ta muốn vậy nên là thành luôn có những cái kịch bản những cái hướng đi nó có góc nhìn là nó sẽ sẽ đa dạng hơn cái góc nhìn cho các anh chị và chúng ta luôn có cái hướng hành động phù hợp để mà anh chị đầu tư ở thời điểm hiện tại nó được tốt và nó được hiệu quả hơn. À rồi thì với cái góc nhìn đầu tư thì có lẽ thành đã chia sẻ rất là kỹ cho anh chị trong cái video ngày hôm qua rồi và có lẽ video đó được rất là nhiều anh chị được đón nhận đúng không và hôm qua là anh chị còn lo sợ là không biết là mình có kịp thoát hàng hay không hoặc là không biết là mình có kịp cơ cấu danh mục hay không thì thành đã có làm một cái video để mà đưa ra những cái lời khuyên cho các anh chị và hy vọng sẽ giúp anh chị giữ lại được các cổ phiếu của mình Ha, và để cho ngày hôm nay anh chị có thể được chốt lời ở những cái vùng giá tốt hơn những vùng giá mà nó tích cực hơn so với phiên giao dịch ngày hôm qua đó rồi thì nếu mà anh chị ngày hôm qua có xem rồi thì cũng đã biết cái kịch bản của chúng ta trong cái giai đoạn sắp tới đúng không đó, thì cái kịch bản của thị trường trong giai đoạn sắp tới trong vòng đâu đó khoảng một tháng à, Khoảng một tháng tới thì nó sẽ diễn biến theo cái kịch bản này Thì ở đây Thành sẽ lập lại một tí dành cho anh chị nào chưa biết Anh à. chị nào chưa biết thì anh chị có thể là theo dõi thêm Thì đây là cái kịch bản mà trong giai đoạn sắp tới thị trường nó sẽ diễn biến à. Và ở thời điểm hiện tại thì trong giai đoạn ngắn hạn thì nó sẽ có hai hướng, hai chiều à. Thì với hai cái hướng này thì chúng ta sẽ có một cái chiều là hôm qua trong video này á Ha, trong video này thì thành có phân tích cho anh chị là một cái một chiều duy nhất thôi đó là việc là chỉ số nó không vượt được cái cản chéo này ha. tức là nó chạm cái cản chéo này và nó quay đầu nó giảm điểm trở lại thì anh chị nào có theo dõi video thì cũng sẽ để ý được cái điều đó đúng không đó đây là cái kịch bản đầu tiên nhưng mà ở đối với những cái anh chị nào mà trong cái room cộng đồng của thành á và đã là khách hàng của thành rồi á, thì chắc chắn sẽ biết ha chắc chắn sẽ biết chúng ta còn có một cái kịch bản nữa đó là chỉ số, ha, à, nhiều khả năng nó sẽ tiếp cận về đây luôn, Đấy, nó tiếp cận về 1056 và nó bứt phá khỏi ha, cái mấu chốt nó vẫn là bứt phá khỏi cái đường gì, cái đường trạng chéo này và nó hướng lên quanh mốc 1080 điểm cũng là quanh cái vùng đỉnh trước đó, đó. thì cái này có lẽ là Thành cũng đã cập nhật cho anh chị trong những cái phiên giao dịch trước đây rồi, thì thằng cũng đã có chia sẻ rồi đúng không? thì bây giờ nó đang vận động theo cái hướng như vậy, tức là sao ạ? À? nó đang hướng lên quanh mốc 1080 điểm rồi sau đó gì nó sẽ cho một cái đà rơi trong giai đoạn tiếp theo đó thì nó sẽ phụ nó sẽ tương ứng với cái kịch bản trong vòng một tháng tới của mình anh chị ha đó thì đây là một cái kịch bản ngắn hạn hơn khi mà anh chị xét về cái khung đồ thị gì khung đồ thị mộc khác đó thì khi mà đi về cái khung đồ thị một h như vậy thì anh chị sẽ thấy là chúng ta vẫn còn một cái kháng cự rất là lớn và với dưới góc độ cá nhân của thành á, thì chỉ số nó sẽ rất khó để nó vượt được cái mốc kháng cự này tức là quanh đâu đó khoảng một tám mươi điểm à một tám mươi điểm hoặc là tích cực hơn hoặc là hưng phấn một tí á, thì nó có thể là về được một tám mươi bốn một tám mươi gì đó đó thì cái việc mà chỉ số nó tăng như vậy nó bứt phá cái cản chiếu như vậy thì nó cho chúng ta cái xác suất nó có thể là về 1080 trong những phiên giao dịch sắp tới tuy nhiên á, thì về 1080 thì cái nhịp này á, là cái nhịp tăng cuối cùng của chỉ số rồi, anh chị lưu ý ha. Cái nhịp này là cái nhịp tăng cuối cùng của chỉ số rồi và nó đã tăng đủ cái biên độ, tăng đủ cái nhịp của nó rồi thì nó sẽ bước vào cái nhịp giảm trong giai đoạn sắp tới và giảm về đâu? Giảm có thể là sẽ về gì ạ? Có thể là sẽ về quanh 1030, ở rồi sau đó gì? Sẽ phục hồi lên trở lại trong những giai đoạn sắp tới. ở đây là cái xu hướng tiếp theo của thị trường và anh chị nào có theo dõi, có đang đầu tư thì cũng cần phải lưu ý. Thì khi mà mình đặt ra được một cái kịch bản như vậy, mình định hướng được thị trường như vậy á thì anh chị sẽ có cái hướng hành động tốt hơn trong giai đoạn sắp tới đúng không ạ thì chẳng hạn ở những cái vùng này nè anh chị sẽ biết một điều là khi mà nó vượt như vậy á, thì cái xác suất nó lên được 1080 là rất cao đúng không nó cao thôi nó lên cùng lắm là tới vùng này thì khi mà nó lên vùng này vậy chúng ta sẽ tranh thủ để mà chúng ta chốt lời và sáng ngày hôm nay thành có nhắn trong cái room của thành á, thành cũng có chia sẻ là nếu mà nhịp này á, mà nó hướng lên được 1080 ấy, thì nhiều khả năng sẽ tập trung phần lớn vào các cổ phiếu trụ và các cái rổ cổ phiếu trong rổ vn30. Bởi vì sao? Bởi vì theo góc độ cá nhân của thành thấy là các cái cổ phiếu ở thời điểm hiện tại những cái nhóm ngành mid cap như là bất động sản, chứng khoán nè, đó hoặc là khu công nghiệp, đó thì những cái nhóm ngành này cái dư địa tăng của nó không còn nhiều nữa nên là cái việc mà nó dẫn dắt chỉ số nó cũng sẽ không còn quá nhiều mà muốn chỉ số mà tăng nhanh, tăng mạnh được như vậy ấy, thì bắt buộc là phải có ngân hàng, phải có các cái cổ phiếu trụ thì đặc biệt là trong ngày hôm nay nó là một cái phiên đáo hạn phái sinh thì nếu mà anh chị nào để ý kỹ thì chúng ta thấy là cái phiên ngày hôm nay nó kéo điểm để nó phục vụ đáo hạn anh chị lưu ý ha nhìn về chỉ số thì chúng ta thấy là vn30 đang tăng nhiều hơn so với vn index tức là chỉ số ngày hôm nay tăng điểm phụ thuộc vào vn30 khá khá nhiều đó và nếu mà anh chị nào quan sát phái sinh kỹ thì cái basic nè có nghĩa là cái mức độ trên lệch giữa phái sinh và cơ sở à, nhưng trên lệch giữa phái sinh và cơ sở thì lúc đầu cái này nó nó đang gì ạ à? nó đang nó nó đang chuyển đổi trạng thái từ âm sang dương. Đấy, tức là nó phải kéo, kéo cái cơ sở nhiều hơn. Đấy, kéo cơ sở nhiều hơn để bù đắp lại cho cái cái khoảng tăng giá tăng điểm của các phái sinh. Đó. Thì đó là những cái mà nó khiến cho cái nhịp ngày hôm nay thị trường nó tăng điểm và tăng rất là mạnh, tăng rất là nhanh. Và khi mà anh chị nhìn về cái rổ VN30 thì anh chị thấy là ha khi mà mình nhìn về, về rổ vn30 thì mình thấy là các cái cổ phiếu mà nó dẫn dắt đà tăng ấy, phụ thuộc rất nhiều vào các cổ phiếu trụ và mang tính chất là điều tiết thị trường anh chị thấy là sáu cổ phiếu đầu đi bcm nè vietjet nè gas nè fpt nè vinhome nè vietcombank nè thì sáu cái cổ phiếu này phần lớn nó mang tính chất là nó điều tiết thị trường chung đúng không ạ à? đó thì anh chị nào có theo dõi thị trường thì chắc chắn cũng sẽ biết cái điều này đúng không đấy thì anh chị thấy là trong cái phần đóng góp vào cái đà tăng của chỉ số thì anh chị thấy nhìn chung là nó vẫn tập trung nhiều ở những cái ông này thôi đó nó vẫn tập trung nhiều ở những cái ông này đấy nên là nó sẽ thúc đẩy đà tăng chỉ số rất là nhanh nhưng mà chỉ cần khi những ông này ông giảm điểm á, à, những ông này ông giảm điểm thì chỉ số nó sẽ quay đầu đó anh chị thấy là ở giai đoạn cuối phiên là có một cái áp lực chốt lời rất lớn đúng không nó từ mốc 1073 mà nó đóng cửa khoảng 1068 tức là khoảng 5 điểm thì với năm điểm này phải là một cái áp lực chốt lời cực kỳ lớn à, đó thì anh chị thấy là một số cái cổ phiếu nó cũng quay đầu và nó hạ nhiệt là như cái nhóm ngành bất động sản đi nhóm ngành bất động sản thì chúng ta thấy có cái cổ phiếu như là dig nè đó nó giảm sàn ở giai đoạn cuối phiên luôn hoặc là những cái cái cổ phiếu như là cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán nhỏ đi à, như là VIX nè hoặc là những cổ phiếu như là vci hôm nay tăng trần rất là tốt đúng không nhưng mà sau đó lại đóng cửa bên dưới mốc giá 34 mất cái mốc trần luôn đó thì từ đây anh chị sẽ thấy là cái áp lực chốt lời của thị trường ở giai đoạn cuối phiên nó rất là lớn và trong những cái phiên đáo hạn phái sinh như thế này nó sẽ rất dễ có một cái phiên trả điểm vào ngày mai hoặc là phiên đầu tuần thứ hai đó. thì tại sao nó lại trả điểm như vậy tại vì phái sinh nó đang kéo để nó phục vụ phái sinh đó thì sau đó nó sẽ trả điểm trở lại cho thị trường trong những phiên giao dịch sắp tới vậy nên là khi mà gặp những phiên như vậy cái cách tốt nhất của anh chị là anh chị nên bình tĩnh theo dõi và cái coi cái diễn biến của nó ở những cái phiên sau phiên đáo hạn này sẽ như thế nào nó sẽ cân bằng ra sao và cái dòng tiền nó tham gia vào các cổ phiếu như thế nào hoặc là các cổ phiếu có bị chốt lời hay không ở sau cái phiên đáo hạn phái sinh này thì lúc đó chúng ta mới đánh giá một cách cụ thể và một cách tổng quan nhất cái đà tăng của chỉ số ở thời điểm hiện tại ha rồi đó thì đó là những cái yếu tố mà thành cập nhật thêm trong cái phiên đáo hạn phái sinh đấy thì hôm nay thì cái gọi là cái dốc nhìn của mình nó vẫn sẽ hướng lên tại vì giá chỉ số nó vẫn giữ trên cái đường chẳng chéo này mà đúng không nó đã vượt chẳng chéo rồi đó thì nó vẫn sẽ có đà để nó hướng lên quanh một và nó giờ quay đầu điều chỉnh trở lại đó thì đó là cái xu hướng và các quan điểm thì thành vẫn giữ vững như vậy để mà anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn thì từ bây giờ phiên mai hoặc là phiên thứ hai là tuần sau đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ chủ động theo dõi là chính và các cái cổ phiếu nào nó đạt ta gẹp rồi thì anh chị chủ động anh chị chốt lời để mà anh chị giữ cái lợi nhuận cho mình để mình có một cái gọi là cái lợi nhuận tốt hơn và sau này khi mình đầu tư thì mình cũng sẽ sẽ thể chủ động hơn trong quá trình mua bán của mình ha rồi ok đó thì đó là cái góc nhìn về thị trường thì hôm nay có một cái tin tức mà nó tác động tới tâm lý nhà đầu tư và nó khiến các cổ phiếu như là DIG hoặc là HDC nè đó nó bị giảm ở giai đoạn cuối phiên đặc biệt là DIG giảm sàn ở giai đoạn cuối phiên thì thật ra những cái tin tức này á, thì nó mang tính chất là gì anh chị nó mang tính chất là hợp lý hóa cái đà giảm của cổ phiếu mà thôi chứ bản chất ha Chứ bản chất nó không phải là một cái tin tức gì mà tác động bất ngờ hoặc là có ý đồ hoặc có yếu tố gì hết đó Nên là thông qua những cái tin tức này thì chúng ta thấy là cái Các cái cổ phiếu nó cũng đang có có vấn đề và đang cũng bị đang muốn bị chốt chốt lời đúng không đang bị chốt lời ở thời điểm hiện tại Thì bây giờ làm sao để chốt lời một cái cổ phiếu mà nó tăng mạnh tăng khỏe như thế này trong giai đoạn trước đó đúng không thì bắt buộc là phải có tin thôi và nếu mà anh chị nào theo dõi video ngày hôm qua chúng ta cũng sẽ biết được thành có báo cái tín hiệu cái phiên này là cái phiên đảo chiều của cổ phiếu DG rồi nên là những cái nhịp này mình không có mua mới mà mình không có bắt đáy vội nữa cho cổ phiếu DG trong phiên giao dịch ngày hôm nay chỉ có mọi tội là hôm nay cái con DG này á nó giảm ở giai đoạn cuối phiên thôi đó nó giảm ở giai đoạn cuối phiên nên là cái tâm lý mình sẽ hơi khó lường một chút trong khi là lúc đó thị trường nó đang tăng rất là tốt đúng không? Đấy nhưng mà sau đó lại con này nó lại giảm. Đấy nó sẽ rất là khó. Và nhìn chung là đoạn này nó đã gãy cái trend này rồi nha anh chị lưu ý ha, nó đã gãy cái trend này rồi thì rẻ rất là khó để mà anh chị có thể là gì ạ à? có thể là nó bứt phát được cái đỉnh và nó lên lại những cái mốc cao hơn trong giai đoạn sắp tới thì đó là cái xu hướng mà thành đưa ra cho các anh chị nếu mà anh chị có đang nắm những mã này thì có thể là canh nhịp hồ của nó để mình chốt lời và mình bảo vệ cái cái lợi nhuận cho mình rồi sau đó chờ cái tín hiệu cân bằng để mình quay trở lại mình đầu tư tiếp trong giai đoạn sắp tới và hôm nay chúng ta cũng có một cái tin đồn là về tăng lãi suất đúng không thật ra cái tin này thành nghĩ là mọi người nghe rất là nhiều rồi và anh chị nào theo dõi kỹ video của Thành thì Thành cũng có đề cập là đâu đó khoảng tháng 6 thì sẽ có một cái tin đồn là có một cái tin là hạ lãi suất đúng không ạ hạ lãi suất nhưng mà ở thời điểm hiện tại chúng ta đã nghe tin đồn này rồi đúng không và cái tin đồn này thật ra nó vẫn chưa được xác nhận nó vẫn chưa được confirm nhưng mà nó đã được lan truyền rất là nhiều giữa các cái room chứng khoán rồi ha nếu mà anh chị nào có tham gia các cái room hoặc tham gia các cái diễn đàn chúng ta đã nghe rất là nhiều về những cái tin này rồi đấy thì với những cái tin này á, thì thành có chia sẻ thứ nhất là đầu tiên để mà những cái chính sách này thật sự thẩm thấu vào doanh nghiệp doanh nghiệp ở đây là các cái 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 cái, cái ngân hàng nè các cái doanh nghiệp bất động sản nè các cái công ty chứng khoán nè đó hoặc là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác á, về vẫn đang chịu áp lực về lãi suất thì để nó thẩm thấu thật sự vào doanh nghiệp thì nó phải cần thời gian trung bình từ 3 tới 6 tháng đó cái này thành chia sẻ cho anh chị trong cái video ngân hàng rồi đúng không đấy và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ thấy là cái gọi là những cái tin tức này nó bơm ra thì nó sẽ tác động tích cực về tâm lý nhà đầu tư trong giai đoạn ngắn hạn đó thì cái này thành cũng có nói luôn ở giai đoạn tháng xấu thì kỳ vọng là nó sẽ những cái tin này nó sẽ mang tính chất tích cực thì bây giờ nó ra tin đồn anh chị cũng thấy rồi đúng không thị trường tăng cổ phiếu tăng rất là tốt đó thì đó là những cái yếu tố mà mang tính chất tích cực cho tâm lý nhà đầu tư nhưng nếu mà cái tin tức này á nó sẽ tích cực ở chỗ là sao ạ à? nó tích cực ở chỗ là nó phải có tính bất ngờ à, chị lưu ý ha nó sẽ có tính bất ngờ đó à, thì cái này mới là cái quan trọng tại vì càng bất ngờ thì cái tại cái tác động cái phản ứng của thị trường á nó càng mạnh còn với những cái thông tin mà gần như nó lan truyền và nó nó lan tỏa hết cả thị trường như vậy ai cũng biết rồi á thì tới lúc mà nó công bố ra thì nó chỉ là một cái yếu tố là nó xác nhận lại thôi giống như cái quy hoạch điện tám giờ này vừa rồi đó đó. thì đó cũng là một trong những cái yếu tố mà anh chị cần phải theo dõi và cần phải lưu ý trong cái uh, trong cái giai đoạn sắp tới À, Rồi thì hôm qua Thành cũng đã nói rồi đúng không? Với thị trường ở thời điểm hiện tại thì ngày hôm nay thì nó có khả năng nó hồi là một phiên giống như phiên này nè. Đúng không ạ? Nó có khả năng nó hồi là một phiên giống như cái gì ạ? Giống như cái giai đoạn trước đây nè. Đó chị lưu ý nào quanh mốc 1080 nè. 1080 điểm thì nó giảm 3 phiên liên tục đúng không? Sau đó nó sẽ có một phiên bật lên trở lại phục hồi lên trở lại rút chân lên trở lại đúng không ạ à? đó thì bây giờ ở thời điểm hiện tại nó cũng sẽ tương tự như vậy đấy anh chị lưu ý thôi nó cũng sẽ tương tự như thế đấy thì cái góc nhìn của thành như nãy thành có nói rồi nó có khả năng là lên quanh 1080 rồi nó sẽ quay động nó điều chỉnh mà lên đó thì anh chị canh anh chị chốt lời chứ bây giờ từ bây giờ mà lên đó thì thật ra cái dư địa tăng điểm nó không còn bao nhiêu nữa và cái cơ hội cho các cổ phiếu của anh chị nó sẽ không còn nhiều nữa ha rồi ok thì chúng ta nói một chút về cái vấn đề phân phối thì chúng ta đã trải qua hai phiên phân phối là phiên này và phiên này rồi thì sau hai phiên phân phối như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta vẫn chưa theo cái quy luật là chúng ta vẫn chưa cần hành động nhiều đúng không nhưng chúng ta cũng cần phải lưu ý đây là nhịp tăng cuối cùng thì những cái nhịp bật tăng lên như vậy là những cái cơ hội để mà anh chị chốt lời vậy thì sau cái phiên hôm nay liệu cái quá trình phân phối nó lại kết thúc hay chưa đó thì theo góc độ cá nhân của thành là chưa thì có hai lý do để mà quá trình phân phối nó kết thúc thứ nhất là phiên phân phối sẽ không xuất hiện trong vòng 20 cho tới 25 phiên giao dịch tiếp theo đó thì anh chị nhìn về cái giai đoạn trước chúng ta cũng có những phiên phân phối đúng không nhưng mà từ đó cho tới thời điểm hiện tại nó lại không xuất hiện nữa nên là có thể nói là những phiên phân phối này nó đã kết thúc rồi và nó không tính gộp vào những cái phiên này đó và đây là nó bắt đầu là những phiên mới đấy thì anh chị thấy đấy, tiếp theo là chỉ số đảo chiều chỉ số tăng 5% so với mức giá đóng cửa của phiên phân phối trước đó thì so với cái đà tăng hôm nay thì chắc chắn là không phải là 5% rồi đúng không ạ à? đó thì đây là những cái mà anh chị thấy là cái quá trình phân phối nó vẫn chưa kết thúc vậy nên là chúng ta cũng cần phải cẩn trọng ở thời điểm hiện tại rồi thì bây giờ anh chị cùng thành đi qua từng cái cổ phiếu từng cái nhóm ngành để mà anh chị thấy rằng là hôm nay cái áp lực chốt lời nó lớn như thế nào à, ở giai đoạn cuối phiên thôi chứ ở trong phiên anh chị sẽ không lấy được đâu tại vì trong phiên á, thị trường nó còn tăng rất là tốt nó tăng rất là mạnh nên là mình sẽ không nhận ra được cái vấn đề đó ở như việc công băng này đúng không nó quay lên trở lại quanh cái vùng kháng cự phía bên trên là ngay lập tức nó bị chốt lời liền đó à, ngay lập tức bị chốt lời anh chị thấy nó đâu đâu có đóng cửa cao nhất phiên đâu đúng không ạ à? đó Thì ngoài việc công banh thì hôm nay có một cái ngân hàng đó là vip à vip cũng tăng rất là tốt nhưng mà khi gặp kháng cự của vip thì ngay lập tức nó bị chốt lời đấy thì cái cổ phiếu này đoạn trước à, hôm qua thì cũng đã có đề cập với anh chị rồi đúng không có hàng thì cứ giữ thôi và chờ nó về những cái vùng kháng cự này nè thì anh chị tranh thủ anh chị chốt lời anh chị giữ lợi nhuận cho mình à quanh đâu đó khoảng 21.8 mươi đấy như là công vip à, rồi thì chúng ta qua các cổ phiếu khác như những các cổ phiếu như là BIDV nào hoặc là CTG nó chỉ mang tính chất là nó phục hồi theo thị trường thôi chứ diễn biến nó không quá tích cực và không quá khả quan ở tại điện hiện tại ví dụ công MB Bank cũng tương tự như thế thì những cái mã này vẫn khuyến khích là anh chị nào có hàng thì anh chị nắm giữ tại vì nó không có vi phạm gì hết đó nên chỉ có hàng thì anh chị nắm giữ thôi Đấy, có con STB là thành có nói rồi đúng không nó đã hình thành cặp nến đảo chiều quanh cái vùng kháng cự rồi nên là góc độ cá nhân của thành á anh chị nào có hàng thì anh chị có thể là canh anh chị chốt bớt trong giai đoạn ngắn hạn đi rồi sau đó điều chỉnh nó hạ nhiệt gì đấy thì chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta đầu tư sau ở giai đoạn tiếp theo ha rồi tv bank thì nó đã gãy trên rồi <laughs> anh chị lưu ý ha con tiêu bank nó đã gãy trên rồi và hôm nay nó quay lại trên nè à. đấy nó quay lại trên không thành công nó sẽ tiếp tục rơi ở trong những giai đoạn sắp tới nên là những cái cổ phiếu này những cái nhịp hồi thì thành nghĩ là anh chị nên canh để mà anh chị ra hàng trong những phiên giao dịch sắp tới tiếp theo đó là con hd hd thì hôm qua thành có chia sẻ rất là kỹ đúng không cái trên ngắn này mà nó rơi mà nó gãy á thì anh chị cũng nên canh để anh chị ra hàng à cái trên ngắn này mà gãy thì anh chị cũng canh chị ra hàng tại vì tăng được một khúc từ đây dưới đây từ dưới đây lên trên đây rồi thì lợi nhuận anh chị cũng cũng đã đủ rồi đúng không khoảng 6 bảy phần trăm là cũng đủ cho một cái cổ phiếu ngân hàng cho việc lướt sóng ngắn hạn rồi nên là khi mà nó vi phạm thì anh chị ngay lập tức anh chị hành động anh chị chốt lời sớm để mà chúng ta còn bảo vệ được cái lợi nhuận cho mình ha à, nhìn chung là hôm nay con LB á nó đã cho tín hiệu tích cực và tín hiệu khả quan hơn rồi tuy nhiên là nó phải break được cái cạn chéo này thì nó mới tăng tiếp được vậy nên là anh chị nào có nắm giữ hàng thì vẫn tự tin nắm giữ còn ở góc độ mua mới thì thành sẽ không ưu tiên nhìn chung là trong phiên ngày mai và có thể là phiên thứ hai, Thành sẽ không có ưu tiên mua mới quá nhiều chủ đạo là sẽ canh những cái nhịp tăng của thị trường và để mình chốt lời cái cổ phiếu của mình mà thôi ha anh chị lưu ý nha các anh chị trong room Thành cũng sẽ như vậy ha, Thành có báo hết rồi Đó, nên là anh chị nào cần hỗ trợ trực tiếp thì có thể là tham gia cái nhóm cộng đồng của Thành Thành để phần bình luận phía bên dưới Thành sẽ hỗ trợ tư vấn hoặc là cập nhật những cái điểm mua hoặc là điểm bán sớm cho các anh chị ha rồi như con SHB thì anh chị cứ giữ thôi nó không vấn đề gì hết à nó không vấn đề gì hết thì mình cứ giữ thôi và mình chờ nó lên những vùng kháng cự phía bên trên nè đó để rồi mình gì mình chốt lời ha à. còn OCB thì bây giờ nó không vi phạm cái vùng hỗ trợ quanh 16.8 á thì mình cứ giữ đây <laughs> nó không vi phạm thì mình cứ giữ mặc dù là ở đây nó đang gặp cái kháng cự ha anh chị lưu ý nha ở đây nè nó đang gặp cái kháng cự ở đây đó nó có một cái kháng cự nhỏ nhỏ ở đây đấy đang gặp khoảng 17.3 nhưng mà nó không vi phạm nó không rơi khỏi hỗ trợ thì mình cứ giữ thôi nếu mà nó vượt thì mình sẽ canh chốt lời ở những vùng giá cao hơn còn nếu mà nó rơi thì mình canh mình ra hàng đó nó nó đâu vấn đề gì đâu anh chị tại vì cái biên nó rất là thấp nên là mình vẫn chủ động mình giữ được giống như con vía nè ở vía nhịp này mà nó thủng nền rồi nè đó hôm qua nó thủng hôm nay hồi lên lại nhưng mà vẫn thủng thì những cổ phiếu này anh chị nên ra đi à nhưng cổ phiếu này nên ra hàng đi và chờ đợi nó cân bằng trở lại rồi mình quay trở lại mình đầu tư tiếp. Rồi, Techcombank, Techcombank thì hôm nay chạm về nền và bật lên hồi rất là tốt thì anh chị nào có hàng thì anh chị nắm giữ thôi. Còn ở góc độ mua mới thì làm sẽ không ưu tiên cho cổ phiếu Techcom. À. ACB thì vẫn giữ trong nền. Nhìn chung thì các cổ phiếu này anh chị vẫn nắm giữ anh chị theo dõi được à. Nó chưa có vi phạm gì thì mình cứ nắm giữ thôi. À. mình cũng chưa cần phải bán vội với thị trường đúng không ạ? À? Rồi, ok. Thì mình khi mà nhìn về các cổ phiếu chứng khoán thì anh chị thấy là hôm nay bị chốt lời rất là nhiều đúng không? <laughs> những con như là con SSI nè tăng rất là tốt đúng không cao nhất có thể lên đến 23.2 luôn nhưng mà sao ạ? À? ngay lập tức bị áp lực chốt lời đấy chẳng hạn như cổ phiếu SSI là hôm nay thành có dặn cái nhóm cộng đồng của thành nè đó có hồi thì canh chốt cổ phiếu SSI luôn đó thì hôm nay đã hoàn tất cho cổ phiếu SSI rồi cũng đánh từ vùng giá 21 bên dưới rồi và đánh lên tầm 23 gần 23 như thế này là lợi nhuận cũng đủ rồi nên là canh chốt lời thôi chứ không có vấn đề gì hết à rồi ok tiếp theo là chúng ta thấy là vnd cũng tương tự như vậy nó lên đây nó gặp áp lực chốt lời ngay lập tức đúng không ạ à? đó thì những cái cổ phiếu này như thế này thì anh chị hạn chế mua mới là được rồi nếu mà anh chị hạn chế mua mới thì anh chị sẽ không bị fomo trong phiên giao dịch ngày hôm nay đó nếu mà theo cái kịch bản của thành trước đó đúng không đó và những cái nhịp này lên thì chúng ta sẽ chủ động hơn trong cái việc là canh chốt lời cho các cổ phiếu này cái con VCI thì hôm nay Thành cũng đã có dặn rồi Anh chị nào mà trong room Thành cũng sẽ biết đúng không Thành có hướng dẫn là con này mà nó từ 34 mà nó đổ lên đó, Hoặc là quanh 34 là anh chị cũng chốt lời đi là vừa à, Đấy, tại vì nó có kháng cự trên đây rồi Nó có cái kháng cự trên đây rồi Cái vùng đỉnh này cũng là một cái vùng khá là mạnh Nên là nó sẽ khó bứt thoát được cái vùng đỉnh này lắm Nên là mình cứ rải ra mình chốt lời dần từ từ đây lên quanh đâu đó khoảng 35-36 là đẹp rồi hả à, Anh chị lưu ý, mình không cần phải chốt lời ngay đỉnh quan trọng mình bảo vệ được cái lợi nhuận của mình ở thời điểm hiện tại là nó tốt lắm rồi à chị lưu ý ha rồi tiếp theo thì anh chị thấy là con HCM thì hôm nay nó bắt test rất là tốt nhưng mà khi mà nó lên gặp quanh vùng trên đây quanh 26x á thì nó vẫn chịu áp lực chút lời bình thường à, nó vẫn chịu áp lực chút lời nên là nó chưa thể nào mà nó bứt phá mạnh mẽ được trong giai đoạn sắp tới và anh chị nhìn về thanh khoản là nó vẫn lớn nha nó vẫn cao hơn so với những phiên trước đó rất là nhiều á đó nên là cái này là cái mà anh chị cần phải lưu ý thêm con SHS thì may mắn là nó vẫn giữ được trend thì nó còn trên cái 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 trend line này thì anh chị vẫn nắm giữ và chờ cái điểm chốt lời tích cực còn nếu mà nó gãy và nó thủng khỏi trend line thì anh chị cũng nên chủ động để mình chị ra hàng cho cổ phiếu SHS này à rồi FTS thì như thành nói rồi đúng không? Đã, đây là tín hiệu phân kỳ gì? Phân kỳ âm, phân kỳ âm thì nó sẽ quay lên trở lại đây. thì khi mà nó quay lên trở lại đây thì thì canh chốt lời thôi, ha, à. cứ canh chốt lời cho các cổ phiếu này thôi. Đấy, còn con CTS, CTS thì nhịp này cứ quay lên lại quanh vùng đỉnh cũ thì canh chốt lời trở thành là vừa ha đối với các cổ phiếu này. Đó. Nhìn chung thì mình cứ chờ chốt lời thôi chứ cũng không cần phải vội là phải bán gấp ở thời điểm hiện tại tại vì thị trường nó vẫn đang còn vận động và nó chưa có phiên phân phối thứ ba mà nên là mình cũng không cần phải sợ hãi mình phải bán sớm gì hết. À, cổ phiếu nào đạt target thì cứ chốt rồi. Ok thì những cái cổ phiếu thép thì anh chị lưu ý là nó vẫn đang trong cái nền, nó vẫn đang test lại nền thì câu chuyện chúng ta là chúng ta vẫn theo dõi nó thôi chứ còn hành động mua mới ở những nhịp này nó rất là khó đối với một cái cổ phiếu mà nó đã bứt được nền mà nó quay về nó test lại thì nhìn chung cổ phiếu này nó đang khá là yếu về lực cầu nên là nó phải quay về cái vùng nền này nó kiểm định lại đó rồi nếu mà nó kiểm định ở đây không thành công thì nó sẽ rất dễ rơi luôn ở trong những nhịp sau đó à cái này là cái mà anh chị cần phải lưu ý trong những giai đoạn sắp tới ha rồi nhìn chung quá hàng thì cứ nắm giữ thôi phát thì vẫn trên trendline này thì vẫn nắm giữ được nó không vấn đề gì hết anh chị nào có đầu tư thì anh chị lưu ý rồi ok thì những cái nhóm ngành như là bất động sản ngày hôm nay là bị quay xe rất là nhiều rồi đúng không anh chị nào có để ý đúng không anh nói rồi bất động sản này này có rơi thì chúng ta cũng chưa có bắt vội đâu à, chưa cần phải bắt vội cho nhóm bất động sản ở thời điểm hiện tại đó à, giống như con nhà từ liêm nè ấy, con đô thị từ liêm thì những con này hồi thì canh chốt thôi rồi, Nam Long anh chị thấy hồi đúng không? Nó mà là thủng cái vùng 32.5 rồi nó hồi về quanh 32.5 là tiếp tục nó cậy tiếp. Đó, tiếp tục nó gãy tiếp, cuối phiên là bị áp lực chốt lời tiếp. Đó, đối với những cái cổ phiếu này thì cứ canh chốt lời cho thành thôi. ai à, cứ canh hồi lên thì canh chốt lời cho thành. Như con Nam Long là nó đã vi phạm cái vùng chốt lời rồi á, nó nên là anh chị nào chưa chốt kịp thì cứ canh nó hồi lên mà chốt Rồi à, Rồi Vinhome thì tăng quá rồi đúng không? Vinhome thì thành cũng view về 55 quanh 54 55 thôi mà đoạn này nó lên được 55 nè. Đấy thì canh chốt lời thôi. Nhìn chung là vinhome tầm này canh chốt lời đây không có không có rướng đoạn này nữa à chị lưu ý ha scr thì nó vẫn giữ được cái trend thì thôi thì chúng ta vẫn giữ để mà chúng ta theo dõi trong những phiên giao dịch sắp tới xem cái diễn biến của nó như thế nào ha rồi đất xanh thì khi thủng giá 14 này là cũng cân nhắc rồi nha đó anh chị nào mua vùng này mà lên đây chưa kịp chốt lời anh chị nào mà trong rung thành thì chắc chắn là sẽ chốt được quanh 14 cho tới 14.5 đúng không ạ à? đấy còn nếu mà chưa chốt lời được cái vùng trên này và khi nó thủng như thế này á thì cứ canh nhịp hồi mà ra hàng à, Hôm qua là cái phiên nó đã xác nhận nó thủng rồi Nhưng mà sao ạ? À? Hôm nay nó hồi lên nhưng mà nó vẫn không giữ được Thì thôi à, những cái nhịp này Thì cứ canh hồi ra hàng cho thành đi ha Rồi DG thì nó, nó sàn rồi thì không phải nói nữa rồi đúng không Thì bây giờ chờ nó về cái trend bên dưới này thôi Có thể là quanh 18.5 Thì theo dõi xem cái diễn biến của nó như thế nào Rồi mới quyết định là có quay trở lại đầu tư hay không Anh chị nên lưu ý nha Mình sẽ theo dõi trước Chứ mình chưa có mua vội ở thời điểm hiện tại ha rồi ok hdc à, hdc về những vùng này này bật lên thì gì giữ được còn nếu mà nó rơi luôn đó, thì sao canh ra hàng đó. còn những con dg này mà anh chị nào lỡ mua vùng trên này mà đang kẹt hàng đó, thì cũng không có cần phải quá lo lắng đâu à, mình cứ canh nó hồi lên thì mình canh mình ra hàng nó sẽ có nhịp hồi cho anh chị ra hàng thôi bởi vì cái dòng tiền bắt đáy ở bên ngoài họ vẫn còn có nghĩa là họ thấy cái cổ phiếu nó đã tăng mạnh rồi đúng không thì nó chỉ cần mới chỉnh một phiên hai phiên thôi là người ta sẽ nhảy vào người ta bắt đáy liền đấy thì trong những nhịp bắt đáy những nhịp hồi như vậy thì anh chị canh anh chị ra đó rồi con kdh thì như cái kịch bản thành có vẻ rồi đúng không để nó lên đây nó gặp áp lực điều chỉnh thì nó sẽ sẽ rơi tiếp trong những phiên giao dịch sắp tới ở tiếp theo thì con ceo cũng tương tự như vậy nó khó vượt được cái vùng kháng cự quanh 27 lắm đó đó là những cái mà anh chị cần phải lưu ý ở thời điểm hiện tại ha đối với nhóm ngành bất động sản thì nhìn chung thành có chia sẻ rồi những cái nhóm ngành này thì và cái nhóm khu công nghiệp thì chỉ có chờ tăng và chốt lời thôi ha. À. Rồi con kinh bắc cũng sẽ như thế ha. À. Kinh bắc cũng sẽ như thế lên đây gặp kháng cự bên trên này rồi. Đó cứ lên quanh vùng kháng cự là canh chốt lời thôi. IDC thì nó còn giữ nền thì chúng ta vẫn theo dõi được ha. À. Những cái con này thì vẫn theo dõi được. S như con SZC thì nó đã thủng trên line rồi nè. Đấy nó đã thủng xu hướng rồi thì những con này ưu tiên canh ra hàng trở thành đối với cổ phiếu NTC. Anh chị nào có đầu tư thì lưu ý còn đầu tư công thì ngày hôm nay nó vẫn giữ được ha nó vẫn giữ nền được thì thôi thì cứ theo dõi như con FCN là nó đã có tín hiệu gì tín hiệu đảo chiều rồi nhé mọi người ha cái nến này là đang có cái nến đảo chiều nè đó đấy và nó cũng quanh cái vùng kháng cự là quanh giá 14 thì những cái cổ phiếu này anh chị canh anh chị chốt lời cho thành à những cổ phiếu như FCN anh chị canh anh chị chốt lời anh chị mua nền là anh chị ra lãi lắm rồi anh chị mua từ vùng nền lên tới trên đây là anh chị cũng lãi được 15 rồi thì không có lý do gì để mà mình không chốt ở thời điểm hiện tại hết hả à. còn HHV thì nó vẫn giữ được nền thì nhìn chung cái nhóm đầu tư công là anh chị vẫn theo dõi được nó chưa có vi phạm gì hết CI cũng không vi phạm LCG cũng không vi phạm thì vẫn theo dõi được tuy nhiên là chị không mua mới thôi ha à. có nhịp điều chỉnh thì anh chị không mua mới hạn chế mua mới ở thời điểm hiện tại thôi đó thì ngày hôm nay có một cái nhóm ngành tích cực nữa đó là cái nhóm ngành dầu khí à, thì ở cái nhóm ngành dầu khí thì chúng ta thấy được là có bvd đúng không bvd đoạn này bắt đầu tích lũy nền lại thì cũng là một cái tín hiệu khả quan cho anh chị nào đang nắm hàng à, nhìn chung đoạn này đang nắm hàng thôi chứ còn mua mới hoặc là mua thêm đoạn này thì thật ra thành không có ưu tiên đúng không ạ rồi bsr cũng tương tự như vậy test là cái nền rất là tốt ha công bvt cũng quanh quanh cái vùng nền công bvc à, cũng đang có dấu hiệu là thu hẹp cái biên độ tích lũy trở lại đó. nên chị có thấy là cái biên độ tích lũy của nó đi không phải là nó đang dần thu hẹp trở lại không và khi mà thu hẹp trở lại sẽ là một cái tín hiệu tốt để mà nó bứt phá ở những nhịp sâu à, nhìn chung nhóm dầu đang cho tín hiệu khả quan đấy biết đâu được nó sẽ là cái nhóm ngành đi ngược lại thị trường trong giai đoạn sắp tới à, rồi cái chiều hướng mà mua mới hôm qua là thành có khuyến nghị anh chị một số cổ phiếu như là gạo đúng không đấy những con như là LTG nè ta nè đấy những con này mà nó giữ nhịp như con ta mà giữ nhịp ổn trong cái nền đó, thì anh chị canh anh chị mua được à, anh chị canh anh chị mua được Đấy, chờ thêm một phiên đi phiên mai phiên mốt gì đó nó bật lên được á thì anh chị canh mua còn không bật lên được thì thôi đấy ltg thì nhìn chung là cái điểm này nó hơi trễ rồi điểm này anh chị nào mua được cái điểm trước đây nè đó cái vùng mà nó bắt test lại cái nền á thì nó sẽ khá ok còn anh chị nào mua ở điểm này thì nó sẽ hơi trễ một chút à chị nào có đầu tư thì lưu ý rồi đường thì thằng lấy chỉ có sbt thôi à, sbt tầm này nó phải gì ạ à? nó phải bứt thoát hẳn khỏi cái nền á hoặc là anh chị nào chấp nhận rủi ro thì anh chị cứ mua ngay nền rồi khi nào nó bứt thoát hẳn á, thì anh chị sẽ mua thêm trong những nhịp sắp tới à, Nhìn chung á, là những cái nhóm ngành này nó sẽ là những cái nhóm ngành đi sâu Mà nó đã đi sâu rồi á, thì anh chị đánh nhanh rút gọn thôi Chứ không có kỳ vọng nhiều đối với các cổ phiếu này Đấy như con BCC nè nó test lại và nó bật lên rất là tốt đúng không Đấy những cái nhịp này thì anh chị lưu ý được ha, Lưu ý được cho cổ phiếu BCC Đó đánh nhanh rút gọn thôi chứ không có kỳ vọng nhiều đâu Rồi cái nhóm thịt heo thì Thành thấy đã có tín hiệu đảo chiều rồi nha con đê con đa là nó đã có tín hiệu đảo chiều rồi à anh chị nào có đầu tư thì lưu ý nha cân nhắc chốt lời cho thành ha đấy nhìn chung con này vẫn đang lít cái nhóm thịt heo ở thời điểm hiện tại đúng không đấy nhưng mà nó đã có tín hiệu đảo chiều rồi những con này như con 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 baf là cũng có tín hiệu đảo chiều rồi nè đó nên là anh chị lưu ý ở thời điểm hiện tại để mình tránh cái tâm lý fomo thôi chứ không có gì hết à anh chị nào có đầu tư thì cân nhắc nha rồi ok thì nhìn chung tổng quan nhóm ngành là như thế cái góc nhìn của chúng ta vẫn như cũ ha vẫn giữ hàng vẫn giữ hàng và theo dõi điểm chốt lời và tránh mua thêm tránh mua mới tránh phô mô thị trường ở thời điểm hiện tại góc nhìn thị trường vẫn là có đà về 1080 trong những phiên giao dịch sắp tới tuy nhiên thì cao lắm thì nó sẽ về quanh đâu đó khoảng vùng này vùng này thôi ha quanh 1080 thôi và là tích cực hơn là chạm quanh cái đỉnh trước đó luôn là quanh 1083 84 gì đó đã lên được vùng đó thôi rồi nó sẽ có những cái nhịp rơi trong giai đoạn sắp tới đó kịch bản một tháng tới là vẫn sẽ rơi và dặn co đấy nên là nếu mà anh chị tận dụng được từng cái nhịp rằng co đó của thị trường đó, thì anh chị sẽ kiếm được rất là nhiều tiền trên thị trường trong giai đoạn sắp tới mặc dù là trang đang trong giai đoạn cao trên nha còn về vấn đề uptrend thì bây giờ chưa uptrend được đâu nên là anh chị lưu ý cho thành những vấn đề đó để mà mình có một cái góc nhìn nó tốt hơn nó tích cực hơn trong giai đoạn sắp tới à, thành vẫn giữ quan điểm của mình tại vì thị trường nó vẫn chưa đi ngược lại với kịch bản của thành à, khi nào mà anh đi ngược lại và nó có những cái tín hiệu khác đi thì thành có thể thành sẽ thay đổi kịch bản hoặc là thành sẽ có cái hướng hành động mới thì lúc đó thành sẽ cập nhật thêm cho các anh chị trong những video sắp tới nếu anh chị thấy video hay thì có thể là đăng ký kênh giúp thành hoặc là ủng hộ thành bằng một like và anh chị có thắc mắc nào thì cứ bình luận phía bên dưới có phần nào không hiểu thì cứ chat phía bên dưới thành sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các anh chị và để hỗ trợ tư vấn tốt hơn thì anh chị có thể là tham gia nhóm cộng đồng à, thành sẽ hỗ trợ chia sẻ cho các anh chị giúp anh chị đầu tư tốt hơn trong giai đoạn sắp tới rồi ok cảm ơn anh chị rất là nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay à, chúc anh chị có một phiên cuối giao dịch cuối tuần ngày mai thật là thuận lợi nhé chào tạm biệt anh chị